Cũng là một thông tin rất đáng quan tâm, theo Bộ Y tế trong giai đoạn mới, công tác dân số chuyển trọng tâm kế hoạch hóa gia đình sang chú trọng toàn diện các mặt quy mô dân số, cơ cấu dân số và đặc biệt là chất lượng dân số. Trong đó có triển khai tầm soát, chuẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số với 6 trung tâm sàng lọc khu vực, 25% số bà mẹ mang thai sẽ được sàng lọc, chuẩn đoán, can thiệp điều trị sớm một số loại bệnh tật. Cụ thể cả nước thì đã có 6 trung tâm sàng lọc bao gồm Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tỉnh Nghệ An. Đến năm 2030 sẽ đạt 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất, 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Thực tế những năm qua, tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm các dị tật trước sinh và sơ sinh đã được triển khai tại 63 tỉnh thành. Với 6 trung tâm sàng lọc khu vực, 25% số bà mẹ mang thai và 35% số trẻ sinh ra đã được sàng lọc, chẩn đoán, can thiệp điều trị sớm một số bệnh tật. Đặc biệt, các bệnh lý thai kỳ chục năm trở lại đây ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Bác sĩ khuyến cáo thai phụ không nên có triệu chứng bất thường mới đi khám mà nên chăm sóc tiền sản định kỳ ngay từ 3 tháng đầu thai kỳ.